Cảm ơn tiếng hát Biết Đào. Tiếp theo là mời Linh Diệp. Nhưng mà hôm nay Linh Diệp không muốn hát để dừng lại cái vị trí này cho Lily một lần nữa. Thì Lily lên sẽ hát thêm một lần nữa sau một lần của Linh Diệp. Sau Linh Diệp thì mời cô Hương quý vị. Ok, thank you Linh Diệp rất nhiều. Oh, yes. Oh, bây giờ Lily sẽ hát bài Thương Đời Hoa Tango. Lily không có quậy nữa và Lily không hú nữa. Oh, yeah. Một lần thôi. Ok. Tina thì có món xà lách trộn và cô Tâm thì có món xôi lạc xưởng và Ngọc Mai có sandwich. Xin mời quý chị.